Cơ hội của hai đội là vẫn còn nguyên. Và trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển Yemen sẽ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Thời khắc đếm ngược để bóng bắt đầu lăn tại sân Haja Bin Zayed, một trong những sân vận động đẹp nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Yemen đã được bắt đầu. Mà sân là rất tuyệt vời và chúng ta chờ đợi những pha bóng ấn tượng đến từ phía đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Quang Hải đang đá check bên phía cánh phải, Phan Văn Đức ở bên phía cánh trái, còn Công Phượng như thường lệ vẫn là mũi nhọn đá cao nhất của chúng ta. Phan Văn Đức, vẫn là Phan Văn Đức, rất cố gắng Công Phượng, không kịp. Đó là cú phá bóng của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ nhất ở trên sân trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng Hoàng, đường truyền của Bùi Tiến Dũng dành cho đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đây là Hùng Dũng. Sự có mặt của Hùng Dũng ở khu vực giữa sân sẽ là sự bổ sung quan trọng cho Xuân Trường, để cho Xuân Trường có thể thực hiện những đường kiến tạo cho các cầu thủ ở phía trên anh. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xếp Quế Ngọc Hải đá ở trung tâm hàng phòng ngự, Bùi Tiến Dũng đá lệch phải, còn Đoàn Văn Hậu đá lệch trái. Ông Kosian, một người đã từng cùng với đội tiếp khách vào tới tứ kết của FIFA World Cup năm 1990, ký hợp đồng với đội tuyển Yemen từ tháng 10 năm 2018. Và một điều đáng chú ý là trong bản hợp đồng này thì ông không đến đất nước Yemen. Ông tập trung cùng với các học trò là tại Malaysia hồi tháng 11 năm 2018. Ông Kosian khi dẫn dắt đội tuyển Slovakia từng phát hiện ra tài năng của Marek Hamšík, một ngôi sao lớn của bóng đá Slovakia. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, ở bên phía cánh phải là Trọng Hoàng. Đang có rất nhiều những đường truyền, những tình huống phối hợp từ các vị trí trên sân của đội bóng chúng ta. Và vị trí giữa Xuân Trường cũng như là Quang Hải đang là những vị trí linh hoạt. Khi mà Quang Hải bó vào trong thì Xuân Trường thậm chí có thể dạt sang bên phải. Và đó là điều đã xảy ra trong 2 phút vừa rồi. Và điều đó cũng có thể xảy ra với bất kỳ vị trí nào trên sân của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng có thể trở thành một cầu thủ thi đấu nhô cao, và Nguyễn Phong Hồng Duy cũng vậy, để tạo ra những sự bất ngờ cho hàng phòng ngự của đội tuyển Yemen. Trong số 8 bàn thua mà đội tuyển Yemen đã phải nhận cho đến lúc này, theo thống kê của chúng tôi là có 4 bàn thua họ phải nhận từ những cú sút ở ngoài hoặc sát vạch 16m50. 3 trong số đó đến từ trận đấu với Iran. Và chúng ta đang có những cầu thủ có khả năng dứt điểm ở ngoài khu vực 16m50 tốt. Quang Hải hay Xuân Trường đều có thể biến những thời cơ như vậy thành những bàn thắng. Trọng Hoàng, đội tuyển Yemen có mặt ở vòng chung kết Asian Cup năm nay sau khi xếp thứ 2 ở vòng loại, khi họ ở cùng bảng với đội tuyển Philippines. Đội tuyển Philippines dẫn đầu bảng đấu đó, xếp thứ 2 là Yemen, và họ xếp trên những đội bóng như là Tajikistan và Nepal. Mặc dù vậy thì trong 2 trận đấu gặp Philippines, hai đội đều bất phân thắng bại. Một trận đấu hòa 2 đều và một trận đấu hòa 1 đều. Và chạm bóng của Quế Ngọc Hải. Ngày hôm nay thì ngoài vị trí của thủ môn Ansuwadi được thay thế bởi Anhas, huấn luyện viên Kosian cũng không xếp cầu thủ áo số 12 An Hai Phi đá vị trí tiền vệ trung tâm ngay từ đầu. Bóng sử dụng Busan. Và phía trên số 8 là Wahid Mohamed cũng đá chính ngay từ đầu để thay thế cho Angazi. Tức là huấn luyện viên Kosian đã nhận thấy những khiếm khuyết trong 2 trận thua trước Iran và Iraq, và hôm nay đang muốn tạo ra một đội hình chắc chắn hơn. Quế Ngọc Hải, đường truyền của Xuân Trường Trăng, Bùi Tiến Dũng. Một tốc độ thi đấu vừa phải với rất nhiều những đường truyền qua lại. Đây có lẽ thể là thời điểm mà các cầu thủ chúng ta muốn tìm điểm yếu.
Đó là một pha phạm lỗi rất rõ ràng của số 19 bên phía đội tuyển Yemen với Quang Hải. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mà Công Phượng tạo ra khó khăn cho về Uzbekistan, rồi ông Ahmed Ankap thổi còi, chúng ta được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Văn Thanh, Xuân Trường cùng giúp Quang Hải gạt tuyết, và sau đó là một siêu phẩm mà lịch sử sẽ còn nhắc mãi. Hôm nay thì trọng tài bắt chính vẫn là trọng tài Ahmed Ankap, và hy vọng sẽ có những điều tuyệt diệu đến với các cầu thủ chúng ta. Quả đá phạt của Xuân Trường. Có thể thấy rằng người chiến sĩ trung thành của đội tuyển Yemen có một thể hình có phần hơi nặng nề. Anh Cương, anh có cho rằng như vậy không? Vâng, so với thủ thành Ansawadi thì rõ ràng thủ thành Al-Hassan trông khá nặng nề. Nhưng bù lại thì chiều cao của thủ môn này là 1m82. Đây đang là thời điểm cho một thế trận cân bằng. Những phút đầu và hai đội đang thi đấu thăm dò nhau. Xuân Trường. Một tình huống phòng ngự tốt. Đội bạn phòng ngự rất chủ động. Luôn là bộ đôi trung vệ được ông Kosean tin tưởng, Amar Hassan, áo số 15, và Mudia Abugabu, áo số 4. Ở những trận đấu gặp Iran và Iraq thì có thể nói là sau một ngọn núi cao, chúng ta lại phải đối mặt với một ngọn núi cao hơn. Đội hình xuất phát của đội tuyển Iraq trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam có 8 cầu thủ cao từ 1m80. Số cầu thủ có chiều cao như vậy ở trận đấu Iran thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng may thì đội hình xuất phát của đội tuyển Yemen chỉ có 2 cầu thủ cao từ 1m80 mà thôi. Sau rất nhiều những bàn thua phải nhận ngay trong hiệp 1 thì ngày hôm nay Yemen đang tạo ra một thế trận an toàn. Họ chơi chậm chắc. Có thể thấy rằng cao thủ Yemen tranh chơi bóng rất quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi. Bùi Tiến Dũng, Quang Hải. Quang Hải đang thi đấu với một vị trí lùi hơn so với thường lệ. Hồng Duy sạt rất nhanh, đó là điều mà cầu thủ mang áo số 7 của Yemen vừa mới thực hiện. Số 7 Ansorari và số 11 Al-Matari là hai cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất của đội tuyển Yemen. Hôm nay thì hai cầu thủ này đang có thiên hướng hoán đổi vị trí cho nhau. Tức là ông Kosean cũng đang nghiên cứu rất kỹ đội bóng của chúng ta và mong muốn tạo ra sự khác biệt. Vị trí của Quang Hải được sử dụng rất linh hoạt và chắc chắn nó sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều sự đa dạng. Khi Trọng Hoàng đá cao ở bên phần sân đối phương thì Quang Hải hoàn toàn có thể bó vào trong. Yemen đang đá với một đội hình rất thấp. Quang Hải. Một trận đấu mà chúng ta buộc phải giành chiến thắng để có hy vọng giành quyền đi tiếp. Nhưng bây giờ thì các cầu thủ chúng ta cũng đang thi đấu không quá vội vàng và đang cố gắng để tìm ra điểm yếu của đối phương. Pha ngăn chặn thành công của Tiến Dũng. Al-Matari số 11 bên phía cánh trái và Ansari số 7 bên phía cánh phải chính là hai ngòi nổ của đội tuyển Yemen. Và chạm bóng của Đoàn Văn Hậu. Hey.
Cho đến lúc này vẫn chưa có một cú dứt điểm nào được hai đội thực hiện về phía khung thành của đối phương. Đây là lúc đội tuyển Việt Nam sẵn sàng pressing tầm cao. Vừa rồi thì có tới 6 cầu thủ áo đỏ bên phần sân của đội tuyển Yemen để sẵn sàng tạo ra áp lực và chờ đợi những sai số từ đối thủ. Quế Ngọc Hải, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng. Yemen đang tập trung đông người ở phía bên phần sân nhà và đang gây ra khá nhiều những khó khăn cho tuyến tiền vệ của chúng ta để có thể tìm thấy những khoảng trống và thực hiện những pha kiến tạo lên phía trên. Một trận đấu mà không bên nào muốn thua trước cả và đặt ưu tiên cho sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến những tình huống tỏa sáng ở hàng công. Công Phượng, Trọng Hoàng, thực tế thì đội tuyển Việt Nam cũng không thể chơi với một cường độ cao với một tốc độ nhanh ngay từ đầu bởi chúng ta vừa mới trải qua hai trận đấu rất mất sức. Đây là Phạm Văn Đức, cú đẩy bóng cuối cùng hơi dài. Trong những thời cơ tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam có được và thậm chí là trong cả những bàn thắng mà chúng ta có được đến lúc này, phần lớn là những miếng đánh trung lộ. Nhưng mà thì rất có thể những pha tấn công quen thuộc ở bên trái sẽ trở lại. Quang Hải, Xuân Trường, bóng không tới được vị trí của Trọng Hoàng. Vừa rồi là một cơ hội để Xuân Trường có thể thực hiện pha chuyền bóng sở trường của mình. Nhưng đó là một tình huống mà trung vệ của đội bạn đã chơi tốt. Có thể là sau một quãng thời gian đầu thu mình thì đội bóng của chúng ta sẽ chọn thời điểm để bung sức. Chúng ta vừa được theo dõi lại tình huống của Phan Văn Đức. Ý tưởng để vượt qua hậu vệ đối phương vừa rồi của Phan Văn Đức là rất hay. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường. Công Phượng, quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Những pha bóng như chúng ta vừa thấy là lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Xuân Trường, một cầu thủ có những pha chuyền bóng theo kiểu chém mù rất hay. Và một điều quan trọng khác là Xuân Trường rất hiểu cách di chuyển của Công Phượng để thực hiện những đường chuyền điểm rơi vừa tầm cho đà băng xuống của Công Phượng. Ở giải U23 châu Á, đội tuyển Việt Nam đã có không ít những bàn thắng từ những tình huống cố định. Những bàn thắng cố định từ những tình huống cố định đến không nhiều với chúng ta ở AFF Cup. Chính Xuân Trường là cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc này dành cho đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng, đó là một tình huống fair play của Trọng Hoàng khi mà cầu thủ Enmansour của Yemen đã bị chấn thương. Enmansour đã đá chính và là tiền đạo đá cao nhất của đội tuyển Yemen trong hai trận đấu gặp Iran và Iraq. Nhưng may thì số 20 đang bị đau ở một vị trí rất thấp. Nó cũng cho thấy rất rõ ý đồ kéo thấp đội hình của ông Kosian. Gần như tất cả các cầu thủ Yemen đều đang tập trung cho khâu phòng ngự.
Trong cả hai trận đấu ở giải đấu năm nay thì cả Việt Nam của chúng ta và Yemen đều gặp phải những đối thủ rất mạnh là Iran và Iraq. Và các cầu thủ đã mất rất nhiều sức ở trong những trận đấu như vậy. Hùng Dũng, Xuân Trường, đang có những sự ý nhất định trong cách di chuyển của các cầu thủ chúng ta. Yếu tố thể lực cũng sẽ đóng vai trò rất quan trọng ở trận đấu ngày hôm nay. Thực tế thì cũng khó tránh khỏi khi mà đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với hai đội bóng rất mạnh là Iraq và Iran. Đó đều là những trận đấu rất mất sức của chúng ta. Là đã không có cầu thủ Yemen nào kịp thời thực hiện một pha đệm bóng. Trong trận đấu với đội tuyển Iran thì dù để thua hai lần nhưng đó là một trận đấu tốt của Đặng Văn Lâm. Trong pha bóng này thì Đặng Văn Lâm không thật sự chính xác trong việc chọn điểm rơi. Một cú đá bóng bằng lòng trong chân phải, bóng đi rất xoáy. Vẫn còn may là Đặng Văn Lâm vẫn còn có thể chạm tay để đổi hướng bóng trong sự áp sát của hai cầu thủ Yemen ở tình huống vừa rồi. Những đội bóng chơi phòng ngự luôn chờ đợi thời cơ từ những tình huống cố định như vậy. Và đây cũng là trường hợp của Yemen. Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, chúng ta đang phải dùng rất nhiều những đường truyền qua lại từ các vị trí ở khu vực giữa sân. Hàng phòng ngự đông người của Yemen đang mang đến một bài toán tương đối khó khăn dành cho các cầu thủ ở trên hàng công của chúng ta. Đó là tình huống va chạm giữa Xuân Trường và White. Luôn là những đường bóng bổng mỗi khi Yemen có thời cơ. Và xử lý khôn ngoan của Nguyễn Phong Hồng Duy. Lúc này trận đấu giữa hai đội tuyển Iran và Iraq cũng đang được đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5. Và tỷ số hiện tại của trận đấu đó cũng đang là không đều. Quế Ngọc Hải thử bóng chính xác sang bên phía kênh trái. Hồng Duy rất tốt. Để đánh bại được một hàng phòng ngự có số đông cầu thủ như của đội tuyển Yemen, mọi thứ của chúng ta cần phải diễn ra nhanh hơn. Wahid đang cho thấy mình xứng đáng được đá chính ngay từ đầu. Và số 8 của đội tuyển Yemen đang là một trong những
gương mặt chơi tích cực nhất của đội tuyển áo trắng. Nguyễn Ngọc Hải. Cơ hội cho chúng ta, Quang Hải. Đường chuyền tới Công Phượng. Đội bàn áp sát rất nhanh nhưng bóng vẫn trong chân của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Không được. Bóng không trở lại được vị trí của Xuân Trường khi mà Yemen có quá đông cầu thủ. Quang Hải. Số đông cầu thủ của đội tuyển Yemen khiến cho những ý đồ tấn công của chúng ta không thể diễn ra như ý. Bây giờ là Trọng Hoàng. Có thể thấy rằng có đến hai người theo kèm Trọng Hoàng ở trong tình huống vừa rồi. Nó giống hệt như tình huống mà Công Phương có bóng thì ba cầu thủ áo trắng đã ập vào rất nhanh. Một hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội tuyển Yemen. Công Phương. Một quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Một thế trận khó khăn và những tình huống cố định với một quả đá phạt có thể sẽ mở ra những cơ hội dành cho các chân sút phạt của chúng ta. Yemen đá rát và sẵn sàng phạm lỗi khi họ cảm nhận thấy một nguy cơ đối với khung thành của đội nhà. Và một lần nữa thì một học trò của huấn luyện viên Jan Koshian lại đang bị đau. Và thực tế thì trong tình huống đó không chỉ có Jan, một học trò của ông Koshian bị đau, Công Phượng cũng đã bị đau. Cho dù đó là một tình huống mà Công Phượng đã khôn ngoan né đòn. Có thể là cầu thủ bị chấn thương sẽ được thay ra với những dấu hiệu từ phía thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Yemen. Đây là lần thứ hai Mansour Tawfik bị đau. Cầu thủ áo số 20 là một tiền đạo. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Quang Hải. Và đây có thể là một tình huống mà Quế Ngọc Hải cũng như Đoàn Văn Hậu sẽ tham gia. Những cầu thủ có chiều cao tốt của chúng ta. Trước đó thì chúng ta cũng có một quả đá phạt gần tương tự như thế này với người chuyền bóng là Xuân Trường. Bây giờ đến lượt Quang Hải. Vẫn là một pha bóng hơi cao so với tầm bật nhảy của các cầu thủ Việt Nam. Gần như chắc chắn là Mansour Tawfik sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Ở phía bên ngoài thì Rahban đang nhận những chỉ đạo của ban huấn luyện và rất có thể cầu thủ Mao số 10 sẽ là sự thay thế. Chúng ta đang bằng mọi cách để kéo giãn đội hình của đội tuyển Yemen. Đường chuyền của Quang Hải. Yếu tố thể lực là một yếu tố mà chúng ta có thể hơi e ngại đối với đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một số tình huống bóng ở trong những phút vừa qua cho thấy là các cầu thủ chúng ta đúng là đã bị ảnh hưởng không ít về mặt thể lực sau hai trận đấu vất vả với đội tuyển Iraq và đội tuyển Iran. Thank you.
Andrade. Vẫn là cao thủ Iran có bóng. Đó là một tình huống mà cầu thủ bên phía đội tuyển Yemen đã có bóng. Nhưng trong tình huống này thì Bùi Tiến Dũng đã phối hợp cùng với Đỗ Hồng Dũng để có một pha bóng ngăn chặn kịp thời. Hồng Duy, Phan Văn Đức. Quế Ngọc Hải, Xuân Trường. Yemen đang chơi tương đối tự tin. Lỗi việt vị. Tình huống việt vị của Daman. Cầu thủ vào sân để thay thế cho Mansour Tofik. Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng cũng đều có xu hướng dâng cao để tạo thêm sự dày dặn trong những tình huống phối hợp của đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ Yemen đã băng vào. Đội bạn cố gắng không cho các cầu thủ chúng ta khoảng trống. Amatari đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Một lối chơi có thể thấy là rất áp sát từ phía các cầu thủ Yemen. Vị huấn luyện viên của họ cũng đã tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu rằng là đội bóng của ông đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi và cách bố trí sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Và có thể là sự quyết liệt này ở khu vực giữa sân là để nhằm ngăn chặn một tuyến tiền vệ là sự liên lạc giữa các vị trí trên sân của đội tuyển Việt Nam. Cú đá phạt của Xuân Trường. Và Văn Hậu, Quang Hải, họ không tới được vị trí của Phạm Văn Đức. Hàng phòng ngự nhiều lớp của đội tuyển Yemen đang bằng mọi cách để ngăn cản những ý đồ tấn công của chúng ta. Sự áp sát vừa rồi của Công Phượng cũng đã phát huy hiệu quả với một pha bóng mà anh khiến cho các cầu thủ Yemen lúng túng. Công Phượng. Trọng tài cho rằng quyền ném biên thuộc về đội tuyển Yemen. Lần này là một pha băng ra chính xác của Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm rất cần một tình huống bắt dính bóng như vậy để có cảm giác tốt nhất trước những pha bóng bổng và những tình huống phối hợp đưa bóng vào trong khu vực 16-50 của anh. Quế Ngọc Hải. Một đường bóng bất ngờ lên dành cho Phan Văn Đức. Dứt điểm. Đó có thể là một giải pháp giúp chúng ta đỡ mất sức. Một trung vệ đưa một đường bóng ở trung dọc lên cho một cầu thủ trên hàng tấn công mà không cần phải qua những cầu nối là các tiền vệ nữa. Ông Park Hang-seo hiểu được những khó khăn mà đội bóng của chúng ta đang phải đối diện.
Thế trận lúc này là không hề dễ dàng, nhưng có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không muốn các học trò của mình nôn nóng. Thời gian vẫn còn dài và đội tuyển cần phải rất kiên trì với ý đồ của mình. Hồng Duy vẫn còn, Hồng Duy, Phan Văn Đức, khoảng trống đang xuất hiện. Quả đá phạt góc cho chúng ta. Những pha phối hợp mở cánh trái luôn là một trong những miếng tấn công sở trường của đội tuyển Việt Nam. Quả đá phạt góc do Quang Hải thực hiện. Phan Văn Hậu đang là người tích cực di chuyển nhất. Vẫn luôn là những đường bóng cố định đưa bóng ở tầm cao từ phía các cầu thủ đá phạt của đội tuyển Việt Nam, như là Xuân Trường hay vừa rồi là Quang Hải. Khi phải đối diện với những tình huống cố định thì ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo luôn chỉ đạo các cầu thủ phải giữ đúng vị trí của mình. Hơn 30 phút của hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua. Đội bóng của chúng ta kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa có một cơ hội thực sự rõ ràng nào về phía khung thành của đối phương. Đây là bảng xếp hạng hiện tại của bảng D. Iran và Iraq đang cùng có 7 điểm khi mà trận đấu của họ vẫn chưa xuất hiện đội bóng nào vươn lên dẫn trước. Bùi Tiến Dũng. Quang Hải. Không ít lần thì Quế Ngọc Hải thực hiện những đường chuyền dài. Pha chạm bóng tốt của Quang Hải. Hùng Dũng, Cao Phượng, Trọng Hoàng đã di chuyển. Phan Văn Đức. Đó là một tình huống mà Công Phượng đã không có ý định thực hiện một đường chuyền cho Trọng Hoàng. Với pha xử lý vừa rồi của Công Phượng thì chúng ta cũng có thể khẳng định một điều là Yemen nghiên cứu rất kỹ các vị trí mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam. Những pha đi bóng như thế này của Công Phượng có lẽ đã bị bắt bài. Có lẽ đó là một tình huống mà Công Phượng có ý thực hiện một pha đảo bóng rồi dứt điểm ngay. Hiếm có trận đấu nào đội tuyển Việt Nam lại được hưởng nhiều những quả đá phạt góc như trận đấu này. Nhưng đội tuyển của chúng ta đã thay đổi cách đá. Quang Hải rất nguy hiểm. Sau đó thì pha trả bóng của Xuân Trường đã giải nguy. Đó là một tình huống trả bóng rất quan trọng. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng, Lương Xuân Trường. Rất đông các cầu thủ áo trắng ở bên phần sân nhà. Và từng vị trí đứng trước Lương Xuân Trường đều đang bị kèm chặt. Quang Hải không thể đến được vị trí của Phan Văn Đức với một cú bấm bóng của Quang Hải. Hồng Duy. Vẫn tiếp tục là Hồng Duy.
Những cố gắng chuyền bóng điểm rơi qua sau lưng hàng phòng ngự Yemen từ phía những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đội bóng áo trắng vẫn đang có một sự tập trung rất lớn và lối đá áp sát của đội bóng này đang gây ra những khó khăn cho chúng ta. Mỗi một tình huống xử lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, chúng ta đều được nhận sự cổ vũ của các cổ động viên. Rất tốt, Quang Hải, Công Phượng. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam và đây mới thực sự là một cơ hội tốt hơn dành cho đội bóng của chúng ta. Đội bạn hiểu đội tuyển của chúng ta có những cầu thủ xuất phạt tốt nên đã có phản ứng sau quyết định thổi phạt của ông Ahmed Ankap. Và phản ứng đó đã khiến cho họ phải nhận một thẻ vàng. Thẻ vàng có lẽ thuộc về trung vệ mang áo số 4 An Radei. Nhưng quan trọng hơn là chúng ta đang đứng trước một cơ hội. Và có thể Quang là Hải tốt nhất đứng trước bóng rồi. Từ đầu trận đến giờ. Lại là Công Phượng bị phạm lỗi. Giống như trận chung kết U23 châu Á gặp Uzbekistan. Và có thể lại là Quang Hải đá phạt. Phút thứ 38 của trận đấu. Đội bạn có tới hai cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở vòng 1/8 nếu Yemen giành quyền đi tiếp. Xuân Trường, Quang Hải đều đang đứng trước quả đá phạt. Những hình ảnh gợi nhớ lại trận chung kết U23 châu Á. Dù đây là một quả đá phạt trách nhiều sang bên phía cánh phải và cũng ở khá xa khung thành đối phương. Sáng đúng lúc đúng chỗ ở cột mốc 38 với một cú sút chân trái tuyệt vời làm tung lưới của Yemen. Quang Hải đã nén lại như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá làm tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10. Một siêu phẩm của Asian Cup 2019. Vẫn là trọng tài Ahmed Ankap, vẫn là một tình huống mà Công Phượng bị phạm lỗi, vẫn là một khoảnh khắc mà Xuân Trường và Quang Hải đứng trước phạt đá phạt. Và phần còn lại là lịch sử. Đó là điều mà chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu. Trong suốt 38 phút đằng đẵng trong sự chờ đợi, thời gian trôi đi nặng nề, nhưng Quang Hải đã thay đổi tất cả. Một thế trận không hề dễ dàng trước lối chơi chắc chắn của đội tuyển Yemen. Nhưng chúng ta đã biết cách phá vỡ sự bế tắc đó bằng một sự tỏa sáng cá nhân của một ngôi sao ở một thời khắc cực kỳ quan trọng. Đội bóng của chúng ta bây giờ đã có lưng vốn. Bàn thắng rất quan trọng. Hy vọng rằng bàn thắng đó sẽ giúp cho chúng ta có được sự hưng phấn.
Bàn thắng đó cũng là lý do có thể khiến Yemen buộc phải đẩy cao đội hình lên. Và khi đó thì thời cơ cho những cầu thủ tấn công của chúng ta cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Lữ Xuân Trường, Hùng Dũng. Thêm một lỗi nữa từ phía đội tuyển Yemen. Ban huấn luyện đang muốn các học trò của mình thi đấu với một lối chơi đơn giản, nhanh, chuyền bóng ít chạm và chạy chỗ để phối hợp trong hoang. Đó cũng là cách mà chúng ta có thể phá vỡ một hệ thống cầu thủ phòng ngự số đông của đội bạn và rất tích cực đeo bám. Tình huống lên bóng nhanh của Yemen, nhưng đó là Đoàn Văn Hậu và đó là một chốt chặn mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Rất bình tĩnh trong việc ngăn cản pha lấy bóng nhanh của đối phương. Và khi mà Đoàn Văn Hậu phải tham gia vào một điểm nóng thì Hồng Duy có thể chám vào vị trí của cầu thủ này. Đó là sự linh hoạt khi ông Park Hang Seo cùng lúc sử dụng cả Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Phong Hồng Duy. Bùi Tiến Dũng rất tốt. Yêu cầu của ban huấn luyện đã được cao thủ thực thi ngay lập tức với một tình huống ít chạm và những pha di chuyển không bóng nhanh. Phan Văn Đức, Hồng Duy, Hồng Duy, tại sao lại không thực hiện một cú đá ngay? Xuân Trường đang có sự ứng phấn anh Khắc Cường ạ, và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Những yêu cầu rất đúng lúc và kịp thời từ phía ban huấn luyện. Nếu như đây là một cú dứt điểm ngay của Nguyễn Phong Hồng Duy sau cú đánh gót của Phan Văn Đức, có thể đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp rất hay. Tất cả đều đã có cơ hội ở trong tình huống vừa rồi. Và đúng là bàn thắng của Quang Hải đã mang tính chất giải tỏa rất lớn. Một thế trận mà đội bóng của chúng ta đang nắm ưu thế hoàn toàn ở trên sân. Và những pha phối hợp đã trở nên mạch lạc hơn sau khi Quang Hải thực hiện một tình huống sút phạt ngoạn mục vào lưới của Yemen. Lữ Xuân Trường, Quang Hải hoạt động rất rộng. Và đó là khi mà các cầu thủ ở phía dưới có thể chuyền một đường bóng nhanh lên phía trên khi Quang Hải đã lùi sau. Bởi ở phía trên thì vẫn còn những cầu thủ có khả năng chạy chỗ tốt là Phan Văn Đức và Nguyễn Công Phượng. Quang Hải sẽ kéo nhiều cầu thủ của Yemen bám theo anh. Còn đây là tình huống mà Quang Hải đã làm tất cả phải sao xuyến với một cú đá mà pha bay người cũng rất đẹp mắt của thủ thành Yemen, chỉ là càng làm tô điểm cho bàn thắng đó mà thôi. Một bàn thắng đã làm nên thương hiệu của Quang Hải. Một phong cách đá phạt không thể lẫn vào ai. Nguyễn Công Hải, Hùng Dũng, phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và chúng ta vẫn đang dẫn trước với bàn thắng quý giá của Quang Hải. Và xoay sở tuyệt vời của cầu thủ báo số 16, đường chuyền của Quang Hải.
Park Hang-seo rất thích những cách đá như chúng ta vừa triển khai. Các tiền vệ thả những quả bóng vào giữa hai trung vệ của đối phương và một tiền đạo sẵn sàng áp sát. Đặc biệt là trong những trận đấu với các đối thủ là những cầu thủ phòng ngự có chiều cao tốt nhưng vụng về trong việc xoay sở. Thời điểm 2 phút đã bù giờ và ban huấn luyện đang yêu cầu các học trò tập trung. Cơ hội để phản công. Xuân Trương, Công Phượng. Các cầu thủ ở tuyến trên đang đá một chạm. Trọng Hoàng. Đào Văn Lâm. Chính xác. Quả đúng đây là một thời gian không còn nhiều của hiệp đấu đầu tiên nhưng cần rất nhiều sự tập trung khi mà những trận đấu đội tuyển Việt Nam từng trải qua đã từng khiến chúng ta phải đối diện với những bàn thua. Và một bàn thắng khi hiệp đấu này kết thúc sẽ là cơ sở rất tốt để huấn luyện Park Hang-seo triển khai những ý tưởng cho hiệp đấu thứ hai. Trong một trận đấu mà nếu chúng ta thắng với một chiến thắng đậm thì cơ hội vào vòng 1/8 của chúng ta còn rộng mở lớn hơn. Cú dứt điểm tiếp theo của Phan Văn Đức. Hồng Duy. Cú đẩy bóng cuối cùng lại hơi lập bập. Nếu như đó là một pha xử lý gọn hơn, có thể Hồng Duy đã có cơ hội để dứt điểm chân trái sở trường. Hồng Duy và Phan Văn Đức đang gặp nhau từ những cú dứt gót như vậy. Những cú dứt gót làm vặn lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Yemen. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Ancap đã vang lên. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số là 1-0 nhờ giây phút tỏa sáng của Quang Hải với một cú đá phạt tuyệt vời để mang đến lợi thế dẫn trước dành cho đội tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Haja Bin Zayed ở thành phố Al Ain của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vào đấu bảng của bảng D Asian Cup 2019. Hiệp đấu thứ hai vừa bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Tỷ số hiện tại là 1-0, nghiêng về đội tuyển Việt Nam với bàn thắng của Quang Hải. Và như ở hiệp 1 thì cho đến thời điểm này hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đang chơi an toàn. Có vẻ như là Yemen muốn tăng tốc ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Đó là một thách thức với hàng phòng ngự của chúng ta. Nhưng nếu vượt qua những thách thức như vậy thì thời cơ cũng sẽ đến. Khi mà hệ thống phòng ngự số đông của Yemen đã được họ duy trì trong phần lớn thời gian của hiệp 1 sẽ không xuất hiện ở hiệp đấu thứ hai. Cầu thủ vừa phá bóng lên là Bùi Tiến Dũng. Quả ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Sự chắc chắn ở hàng phòng ngự là điều rất quan trọng. Và chúng ta đã đảm bảo được sự an toàn đó trước khi có bàn thắng của Quang Hải. Công Phượng đang di chuyển và gây áp lực. Quả ném biên cho đội bóng của chúng ta. Một thông điệp mà chúng ta có thể nghe thấy từ ban huấn luyện quay trở lại 3-4-3. Và bản thân ông Park cũng đã ra dấu ba ngón tay để chỉ đạo các học trò của mình. Hùng Dũng, Tiến Dũng. Quang Hải, chính xác, Phan Văn Đức. Một tình huống phối hợp hệt như ở trận đấu gặp Campuchia khi mà Phan Văn Đức đã có một quả xoay người và làm túc lưới của Campuchia.
Trong hiệp đấu thứ nhất thì đã có hai cầu thủ Yemen phải nhận thẻ vàng. Đó là Andrade mang áo số 4 và Al-Matari mang áo số 11. Nhìn chung lối đá của Yemen là một lối chơi áp sát và khá rắn. Và đó là một lối chơi có thể khiến cho không chỉ hai mà nhiều những vị trí trên sân của họ có thể phải lĩnh thêm những chiếc thẻ. Và thực tế thì tại Asian Cup 2019 này, những thẻ phạt không chỉ có ý nghĩa tới việc mỗi đội bóng có thể vắng những cầu thủ của mình mà còn ảnh hưởng tới cả việc xếp hạng. Cũng giống như World Cup năm 2018, chỉ số fair play được áp dụng. Và khi hiệu số bàn thắng bại hay tổng số bàn thắng của hai đội bằng nhau thì yếu tố thứ ba sẽ được tính tới để xếp hạng, đó chính là chỉ số fair play. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã phải nhận 4 thẻ vàng. Và trong cuộc cạnh tranh với những đội đang đứng ở các vị trí thứ ba thì Liban đang là đội thất thế nhất khi đã nhận 5 thẻ vàng. Kyrgyzstan sau trận thắng trước Philippines cũng đã phải nhận 5 thẻ vàng. Nhưng hiện tại thì hiệu số bàn thắng bại của Kyrgyzstan đang tốt hơn chúng ta. Phan Văn Đức, Quang Hải cũng mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Trọng Hoàng, Cao Phượng, Phan Văn Đức đang di chuyển và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Cao Phượng rất cố gắng nhưng Phan Văn Đức không thể chạm được vào bóng trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống rất nhịp nhàng từ bên phần sân nhà cho đến ở phía trên. Công Phượng rất mạnh với những tình huống hoạt động ở một phạm vi rộng như vậy. Và khi có khoảng không gian thì anh có thể có được những tình huống khiến đối phương không thể theo kịp. Hồng Duy. Rất tốt, Bùi Tiến Dũng đã kịp thời can thiệp, nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Sự tập trung xuyên suốt toàn bộ trận đấu là điều rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Đây là Al-Matari. Văn Lâm! Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm sau cú đánh đầu của Ansasi. Ansasi là cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất của Yemen và đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, 87 trận, và trận này là trận thứ 88. Nhưng đúng là những chỉ đạo của ban huấn luyện là cần thiết khi chúng ta cần phải duy trì được sự tập trung. Hùng Dũng, cú chạm bóng của Công Phượng. Phan Văn Đức, hợp lý. Quang Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng. Luôn có hai cầu thủ băng vào để ngăn cản những cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Vẫn là cầu thủ chúng ta có bóng. Rất tốt, Công Phượng. Mỗi khi Công Phượng có bóng thì đối phương lăn xả và thường là họ sẽ có được một tình huống ngăn chặn thành công. Cả Công Phượng và Hồng Duy nữa sẽ cần phải nhanh hơn ở trong những tình huống như vậy. Một tình huống mà trung vệ của đội bạn là Hamsan đã cố tình phạm lỗi với Công Phượng, nhưng người bị đau lại chính là anh. Và Hamsan có thể cũng sẽ phải rời sân khi mà đội trưởng của đội tuyển Yemen đã ra dấu là cần phải có một sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Tiến Linh sẽ vào sân và khá thú vị khi mà người nhường vị trí cho Tiến Linh là Xuân Trường.
Điều đó có nghĩa là Quang Hải sẽ trở lại đá thế vào vị trí của Xuân Trường và Tiến Linh sẽ là tiền đạo cắm. Bây giờ thì bộ đôi tiền vệ trung tâm của chúng ta sẽ là Hùng Dũng và Quang Hải. Công Phượng sẽ đá lệch sang biên và Tiến Linh sẽ đá cao nhất trên hàng công. Những cơ hội như trước đó với đường truyền của Công Phượng vào trong cho Phan Văn Đức chưa được chúng ta tận dụng. Và Quang Sơ có thể đã nhìn thấy những người có thể kết thúc tốt những tình huống như vậy là những tiền đạo cắm như Tiến Linh. Quế Ngọc Hải, tốc độ của Quang Hải và đó luôn là những tình huống xử lý khôn ngoan, rất hợp lý. Hồng Duy, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng, Công Phượng, cú đá rất nhanh, vẫn còn Hùng Dũng, thêm một cú dứt điểm nữa. Những sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy là huấn luyện viên của chúng ta muốn đội tuyển Việt Nam có thêm bàn thắng. Chúng ta đang phải đối diện với một cuộc cạnh tranh quyết liệt với các đội bóng khác để giành 4 vị trí thứ 3 xuất sắc nhất. Quang Hải rất chính xác, đường truyền dành cho Phan Văn, đường truyền dành cho Tiến Linh. Trọng Hoàng không được, một tình huống không thật hiểu ý nhau giữa Trọng Hoàng và Công Phượng. Và đây là một tình huống mà chúng ta sẽ cần phải để ý khi mà đối phương đã chuyển trạng thái từ phòng thủ sang phản công rất nhanh. Khi mà Yemen có xu hướng dâng cao hơn và muốn tăng cường hơn cho chất lượng trên hàng tấn công thì hàng thủ đã bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Và đó là lúc mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thấy những thời cơ để tung Tiến Linh vào sân. Những khoảng trống dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp 2 này rõ rệt hơn rất nhiều so với những khoảng trống mà chúng ta có trong hiệp 1. Một cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Những khoảng trống đã xuất hiện và những đường truyền vào khe giữa các cầu thủ phòng ngự của đội tuyển Yemen từ phía các cầu thủ chúng ta đã xuất hiện nhiều. Đó là một tình huống va chạm vào bóng được ăn cả ngã về không của số 19 bên phía đội tuyển Yemen. Đúng là như vậy vì nó rất có thể dẫn tới những quả penalty. Trung vệ Ham San không thể tiếp tục thi đấu và đã có sự thay đổi người. Quả đá phạt của Công Phượng. Người tung vào sân bên phía Yemen là Abu Amey của cầu thủ áo số 5. Không vào! Một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm bậc nhất của ông Kosian vừa thực hiện một pha dứt điểm. Đó là Ansorari. Khi chúng ta cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thì có nghĩa là khung thành của chúng ta cũng phải đối diện thêm với những thách thức. Đã có hai tình huống mà các đường truyền được chuyển hướng sang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Yemen. Đã có hai tình huống như vậy xuất hiện trong vòng ít phút. Hồng Duy,
Đoàn Văn Hậu đang phải làm nhiệm vụ kèm cặp đối phương. Rất tốt. Hoàn hậu Đoàn Văn Hậu với một tình huống xoài người dũng mãnh trong một thời khắc quan trọng để ngăn cản Al-Matari. Và lại một lần nữa thì hướng tấn công của đội tuyển Yemen ở bên phía cánh phải tỏ ra lợi hại. Cú đánh đầu là của Trọng Hoàng. Không có gì khó khăn. Pha xử lý của Wahid. Ông Kosian và ông Park Hang-seo cùng 60 tuổi. Và cả hai đều đang có những toan tính rất rõ ràng trong hiệp đấu thứ hai này. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi tiếng trong việc sắp xếp một thế trận phòng ngự và hy vọng rằng những quyết định của ông và sự thực thi của các học trò sẽ có được sự chính xác trong trận đấu quan trọng này. Đoàn Văn Hậu. Tập trung của Hùng Dũng trong thời điểm này là hết sức cần thiết để chúng ta không bị mất tuyến giữa. Một quả đá phạt nhanh của đội tuyển Yemen. Có thể thấy rằng đội bạn đang chơi khẩn trương. Công Phước, không phải, đó là Tiến Linh. Đoàn Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải. Đó rõ ràng là một tình huống phạm lỗi khi mà Công Phượng đã có một tình huống thả bóng tốt để khiến đối thủ rơi vào bẫy. Quang Hải, Nguyễn Phong Hồng Duy. Quang Hải đang hoạt động rất rộng. Hồng Dũng, Hồng Duy. Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Nỗ lực cài người không thành công của Công Phượng. Nếu như những bàn thắng của Quang Hải và phong độ xuất sắc của anh tại giải U23 châu Á là một lần mà Quang Hải chào sân chơi châu lục, thì pha lập công ở trong trận đấu ngày hôm nay của Quang Hải chính là sự khẳng định vững chắc cho vị thế của một cầu thủ đẳng cấp tầm châu lục mà bóng đá Việt Nam đang có được. Nhưng lúc này chúng ta cũng cần tạo nên sự chắc chắn khi mà Yemen đang làm tất cả để có bàn thắng. Phạm Bá Đức. Lỗi là của cầu thủ đối phương. Trong những tư thế quay lưng lại với khung thành của đối phương thì cao thủ Yemen luôn áp sát rất nhanh đối với các cầu thủ của chúng ta. Tiến Linh. Hồng
Hồng Duy rất cố gắng. Tiến Linh, Phan Văn Đức, Phan Văn Đức, Phan Văn Đức đã gỡ thành penalty, penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra ngay lập tức. Trọng tài Mohamed Al Kaab đã có những quyết định chính xác trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng là như vậy, và những lần thổi phạt của ông Mohamed Al Kaab luôn mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc khó quên từ U23 châu Á cho đến Asian Cup. Và hãy cùng chờ đợi cách mà chúng ta kết thúc quả penalty này. Phải nói rằng ông Park Hang-seo đã rất dũng cảm khi quyết định đẩy một đội hình thiên về tấn công tiến về khung thành đối phương, và thậm chí đã có những thời điểm chấp nhận những rủi ro ở hệ thống phòng ngự. Như lúc này thì thành quả đang có thể đến với chúng ta khi mà phía trước của chúng ta là một quả penalty. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng trước bóng ở trong cú đá penalty này. Tôi thấy là Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung. Quang Hải và một trận đấu không hề dễ dàng, một thời khắc có rất nhiều sự căng thẳng, nhưng Quế Ngọc Hải đã cực kỳ lạnh lùng để đánh bại thủ môn đối phương. Cặp song Hải đang giang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn. Quang Hải và bây giờ là Quế Ngọc Hải với một sự lạnh lùng xuất sắc. Và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Một nhịp lừa thủ môn đối phương và cái cách mà Quế Ngọc Hải gia tăng cách biệt thực sự là cho thấy cầu thủ mới ngày nào năm 2016 còn khóc sau trận thua trước Indonesia đang trưởng thành và là thủ lĩnh thực sự của đội tuyển Việt Nam. Một động tác hệt như một chú đại bàng tung cánh. Quang Hải đang có một năm hay nhất từ trước đến nay. Và Quế Ngọc Hải cũng vậy. Phan Văn Đức, đó là pha xử lý của Công Phượng. Những sự bổ sung cho nhau, những tình huống tỏa sáng ở cả các cầu thủ thi đấu ở vị trí tấn công và phòng ngự đang ngày càng mang đến sự yên tâm lớn hơn cho các cầu thủ viên Việt Nam. Rất nhanh, đó là đường truyền của Phan Văn Đức. Đó là đường truyền của Quang Hải. Công Phượng. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Rất hay. Nhưng trọng tài đã thổi phạt. Đã có những lo ngại về việc ông Ahmed Al Kaab, một trọng tài người Oman, điều khiển trận đấu này. Và Oman là một trong những đội đang cạnh tranh 4 suất vào vòng 1/8 dành cho 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất. Nhưng cho đến lúc này thì ông Al Kaab đang cho thấy uy tín của mình và đang có những tiếng còi rất công tâm. Phan Văn Đức. Quang Hải. Rất hợp lý, Phan Văn Đức. Hồng Duy. Đường truyền quá mạnh của Nguyễn Phong Hồng Duy. Ít ra thì chúng ta cũng được hưởng một tình huống đá phạt góc, và bây giờ đã có Tiến Linh, Quế Ngọc Hải là những cầu thủ hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở những tình huống như thế này. Chúng ta cũng không thể quên Đoàn Văn Hậu, người cao thứ hai bên phía đội tuyển Việt Nam chỉ sau Đặng Văn Lâm. Một trận đấu được hưởng nhiều quả đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam. Đã có thời điểm mà rất nhiều những quả đá phạt được các cầu thủ hướng quả bóng về phía cột xa dành cho Đoàn Văn Hậu. Không được, nhưng vẫn còn. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Vừa rồi là cú dứt điểm của Quế Ngọc Hải. Đúng là cùng với thời gian và cùng với số lượng những quả đá phạt góc tăng lên thì sự đa dạng cũng đã lớn hơn. Thật khó tin, đây là quả đá phạt góc thứ 6 của chúng ta trong một trận đấu với một đại diện Tây Á. Quang Hải sẽ đưa một quả bóng xoáy vào trong trăng, nhưng cũng có thể anh sẽ phối hợp với Phan Văn Đức.
Trọng Hoàng đã bó vào trong. Và đó là một tình huống xử lý bình tĩnh của cầu thủ áo số 8. Một trong những sự thay thế tuyệt vời khi Văn Thanh không thể thi đấu vì chấn thương. Đó là khi mà Quế Ngọc Hải đã dâng cao, Đoàn Văn Hậu dâng cao và chúng ta thấy cả Hồng Duy lẫn Trọng Hoàng đều đã lùi về thấp hơn để chám vào những vị trí mà các trung vệ vừa để lại. Trọng Hoàng, Hồng Duy, pha xử lý gọn của Phan Văn Đức. Đó là những tình huống xử lý mà cầu thủ của chúng ta muốn tránh chấn thương và những va chạm thể chất không cần thiết với đối phương. Một sự trùng hợp khá thú vị khi ông Ahmed Ancap cũng là người đã điều khiển trận đấu cuối cùng vòng bảng của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Một trận đấu mà chúng ta phải hòa Syria để giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Và hôm nay lại là một trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, một trận đấu mà điều kiện cần của chúng ta là phải đánh bại Yemen. Và vị trọng tài này cũng điều khiển trận đấu Việt Nam gặp Uzbekistan tại giải U23 châu Á. Và một trận đấu mà Quang Hải đã lập công từ một quả đá phạt trực tiếp. Bóng lại đến chân của Quang Hải. Quế Phong, Hồng Duy. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một sự lựa chọn chất lượng trên hàng công để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tính tới. Và đó là trường hợp của Văn Toàn. Văn Toàn đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu gặp Iran và đã chơi tốt. Công Phượng được truyền sửa lưng Trọng Hoàng nhưng Trọng Hoàng vẫn kịp kiểm soát tình hình. Quang Hải, Công Phượng, rất hay pha cắt bóng như của một chuyên gia phòng ngự của cầu thủ tấn công xuất sắc Quang Hải. Công Phượng thì đè rất hay, vẫn là Công Phượng, hay rơi nhưng đẩy bóng cuối cùng lại hơi mạnh. Đó là một tình huống xử lý nhanh ở phạm vi hẹp của Công Phượng. Và bây giờ thì Văn Toàn sẽ vào sân. Chúng tôi mới nhắc tới Văn Toàn và cũng giống như sự thay thế ở trận đấu gặp đội tuyển Iran. Người nhường vị trí cho Văn Toàn là Phan Văn Đức. Dấu ấn của Phan Văn Đức cũng đã được thể hiện với những pha đánh gót, những pha phối hợp tốt cùng đồng đội. Một tinh thần thi đấu hết mình và đặc biệt là dấu ấn từ pha băng xuống ở tốc độ cao và mang đến quả penalty. Trong trận đấu trước gặp đội tuyển Iran thì Văn Toàn vào sân cũng đã để lại dấu ấn của mình với tầm hoạt động và khả năng phối hợp với đồng đội. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước Yemen với tỷ số là 2-0 và quý vị có thể theo dõi lại những tình huống lập công của hai cầu thủ mang tên Hải của đội tuyển Việt Nam trên ứng dụng xem thể thao miễn phí VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Văn Lâm, cú bóng quá nguy hiểm với cú chơi bóng vừa rồi của Ansarori. Đó là một tình huống xử lý tương đối ngẫu hứng của Ansarori. Sau một tình huống mà như thường lệ Văn Lâm đã lên hơi cao để có ý bắt bài đối phương. Mỗi một bàn thắng lúc này vô cùng quý giá và mỗi một bàn thua cũng sẽ khiến cho chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Vì lúc này trên bảng xếp hạng những đội bóng xếp thứ 3
có thành tích tốt nhất, thì Bahrain là đội đã góp mặt ở vòng sau khi họ có 4 điểm và không đội bóng nào có thể có được thành tích tốt hơn. Kyrgyzstan với chiến thắng có được trước Philippines đã có 3 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của họ đang là 0. Hiệu số bàn thắng bại của chúng ta đến lúc này đang là âm 1. Và nếu có thêm một bàn thắng nữa thì đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn có mặt ở vòng 1/8. Vì khi đó chúng ta có nhiều bàn thắng hơn Kyrgyzstan. Chúng ta đang có 4 bàn thắng rồi, bằng với số bàn thắng của Kyrgyzstan. Thêm một bàn thắng nữa thì đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 pha lập công. Trọng Hoàng. Và đó là lý do mà ông Pang Sơ đang tung vào sân những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình. Rất nhiều lần ở trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Yemen gặp phải chấn thương. Và những sự thay đổi cầu thủ của họ trong trận đấu ngày hôm nay cũng đều xuất phát từ những chấn thương mà tự bản thân các cầu thủ Yemen gây ra cho mình. Những tình huống như thế này của những đội bóng Tây Á đến từ những nền thể thao mạnh và là những cầu thủ có thể lực tốt cho thấy rằng chúng ta đã trưởng thành như thế nào và thể lực đã được cải thiện ra sao. Cú đá phạt đền quá tốt của Quế Ngọc Hải. Một nhịp đánh lừa thủ môn đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà Quế Ngọc Hải bước lên để thực hiện pha đá phạt đó. Nó đã nằm trong những chỉ định của ban huấn luyện từ trước. Một thời khắc quan trọng và cần những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như trung vệ đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Không để thêm bàn thua và thêm một bàn thắng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ góp bàn ở vòng 1/8. Hiệu số bàn thắng bại của chúng ta đang là âm 1. Đúng là không ai làm gì cả. Từ cầu thủ của đội tuyển Yemen thực hiện cú phá bóng lên, bị đau và phải rời sân. 3 trường hợp thay người của Yemen trong trận đấu ngày hôm nay đều khá lạ lùng và trùng hợp. Thì nó đều đến từ những chấn thương mà không xảy ra từ các pha va chạm với cầu thủ của chúng ta. Cầu thủ mới có mặt là Alos. Tập hợp giữa Hùng Dũng và Quang Hải. Công Phượng đã chuyển sang bên phía cánh trái khi Văn Toàn có mặt. Đường truyền mở bóng rất hay cho Trọng Hoàng. Và xử lý của Hồng Duy. Văn Toàn rất gọn gàng. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng bất ngờ có một cơ hội và đường truyền vào trong của anh là thuận lợi. Cố gắng vừa rồi đã khiến Quang Hải bị đau. Ông An Cáp đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Công Phượng. Công Phượng đã có phản ứng khi cho rằng trung vệ của đội bạn là An Zarey đã cố tình chơi xấu với Quang Hải. Đó rõ ràng là một pha cao chân thừa thãi của cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay. Hãy để ý đến cái tay phải của cầu thủ mang áo số 4 này, và đó là lý do mà Công Phượng không hề muốn có một sự tiếp xúc nào của An
Aradi đối với Quang Hải. Công Phượng, Hồng Duy, Tiến Linh. Đội tuyển Việt Nam còn hơn 10 phút nữa cho những cố gắng để có bàn thắng thứ ba. Và phần còn lại là phải giữ xây lưới. Nguyễn Hoài đã chọn giải pháp an toàn. Vẫn là số 7 Ansaroli. Điểm nhấn lớn nhất trong những tình huống lên bóng của đội tuyển Yemen. Công Phước. Tiếp tục là Công Phượng. Quang Hải. Ansaroli. Và lần này thì Nguyễn Phong Hồng Duy là người giành chiến thắng. Hồng Duy. Yemen tấn công rất nhiều bên phía cánh phải. Áp sát. Tiến Linh vừa rồi đã đóng vai trò của một cầu thủ phòng ngự để ngăn chặn cú đá của cầu thủ bên phía Yemen. Nguy cơ vẫn chưa qua đối với khung thành của Đặng Văn Lâm. Cú chạm đầu của Bùi Tiến Dũng. Đáng khen cho tinh thần thi đấu của cao thủ Yemen. Một bàn thắng nữa để đội tuyển Việt Nam không phải chờ những trận đấu còn lại. Nếu như trận đấu này chúng ta không có được chiến thắng với 3 bàn cách biệt thì trận đấu mà chúng ta sẽ chờ đợi nhiều nhất có lẽ là trận đấu giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Liban. Quang Hải vẫn còn. Một sự thay đổi người khác được huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện khi đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng Minh Vương ở trong những phút sắp tới của trận đấu để thay cho Công Phượng. Đúng là huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm tất cả những gì có thể để có thêm bàn thắng. Minh Vương vào sân thì có thể là Quang Hải bây giờ sẽ lại được nhô cao. Và ở giữa sân sẽ là cặp Minh Vương và Hùng Dũng. Ngoài trận đấu giữa Liban và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì trận đấu còn lại cũng sẽ tác động rất nhiều tới cơ hội đi tiếp của chúng ta, là trận đấu giữa Oman và Turkmenistan. Và xử lý tốt của Văn Lâm. Cú ném bóng rất mạnh lên cho Văn Toàn. Một tình huống xử lý hay của Văn Lâm, từ pha bắt bóng chính xác cho đến tình huống ném bóng rất mạnh lên dành cho Văn Toàn. Minh Vương. Văn Toàn. Một quả đá phạt tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này chúng ta còn có thêm cả Minh Vương nữa. Đội tuyển Việt Nam đang có hai chuyên gia sút phạt.
Quang Hải với thương hiệu đã được khẳng định từ những quả đá phạt. Còn Minh Vương, bàn thắng vào lưới Olympic Hàn Quốc chúng ta chưa thể quên. Văn Toàn với những tình huống chớp cơ hội cũng sẽ là được kỳ vọng ở trong những tình huống như thế này, khi cú đá của Minh Vương có thể là như vậy, tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành của đội tuyển Yemen. Quang Hải hay Minh Vương đây? Cú đá của Minh Vương. Phút 85 rồi. Minh Vương mới vào sân và vẫn còn thể lực tốt. Yemen cũng rất khẩn trương. Một tinh thần thi đấu đáng khen ngợi từ phía các cầu thủ Yemen. Sự quyết tâm được thể hiện rất rõ ở trong việc triển khai lối chơi, dù rằng Yemen coi như đã hết cơ hội. Một tình huống tham gia phòng ngự của Tiến Linh. Thêm quả đá phạt góc nữa cho đội bóng áo trắng. Rất tốt. Quả phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam. Khó khăn đã qua đi. Một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển Yemen. Và với một thời điểm như thế này thì sự nỗ lực của cao thủ Yemen đã giúp cho họ có được một cơ hội dành cho đội trưởng số 9 Ansasi. Nếu như đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu này với thêm một bàn thắng nữa, tức là chúng ta thắng với tỷ số 3-0, thì chúng ta sẽ biết được quyền đi tiếp của mình và chính thức có mặt ở vòng sau. Trong trường hợp điều đó không xảy ra thì cơ hội vẫn quá rộng mở với chúng ta, khi mà lúc này hiệu số bàn thắng bại của đội tuyển Việt Nam là -1, còn của Oman đang là -2, và đội bóng còn lại đang cạnh tranh là Liban đang có hiệu số bàn thắng bại là -4. Điều đó có nghĩa là những đội bóng này đều phải có những chiến thắng có cách biệt lớn ở lượt trận diễn ra ngày hôm nay. Minh Vương. Tám mươi tám phút đã trôi qua. Hãy cẩn thận đón hậu. Đúng là cần sự tập trung khi mà Yemen vẫn chưa từ bỏ tham vọng có được bàn thắng. Thêm một tình huống cố định nữa mà đội tuyển Yemen được hưởng. Rất nguy hiểm.
Nhưng nguy cơ đã qua đi và đội tuyển Việt Nam được hưởng một cú đá phát bóng lên. Ông An Cáp đã chỉ tay vào chấm phát bóng lên. Đã có một động tác cố tình chơi xấu của đội trưởng Yemen đối với Trọng Hoàng. Thời gian không còn quá nhiều, nhưng vẫn còn hy vọng cho đội tuyển Việt Nam để có thêm 3 thắng. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để duy trì được một tỷ số như thế này. Một thời điểm cần sự tập trung. Khi đồng hồ đã chỉ tới phút thi đấu chính thức cuối cùng. Khó khăn một lần nữa qua đi. Cú đánh đầu là của Amatari. Thời gian đá bù giờ của hiệp 1 là 2 phút. Thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ 2 có thể là nhiều hơn. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Mục tiêu phải thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển Việt Nam đang dần trở thành hiện thực. Bóng đến chân của Hùng Dũng. Chuyển hướng sang cho Trọng Hoàng. Hơi mạnh. 3 phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Và 3 bàn thắng là điều mà chúng ta cần để biết kết quả của mình ngay sau trận đấu này. Nhưng nếu không có được điều đó thì cũng không sao cả, vì cánh cửa đang rộng mở với chúng ta. Văn Hậu. Vẫn có một quả đá phạt góc. Yemen thi đấu với một tinh thần tuyệt vời. Và họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải đấu năm nay với những gì đã để lại, đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm nay với những nỗ lực của mình. Cú chạm bóng là của Hùng Dũng. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội tuyển Yemen. Pha cản phá thành công. Pha cản phá thành công của Trọng Hoàng. Một nửa thời gian của 3 phút bù giờ đã qua đi. Cố gắng của đội tuyển Việt Nam để tìm kiếm thêm một bàn thắng nữa. Minh Vương. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam không còn mặn mà gì với mặt trận tấn công nữa, mà đa phần các cầu thủ đã có xu hướng lui về. Và việc bây giờ là giải quyết thật nhanh những pha bóng luẩn quẩn ở gần với khung thành của Đặng Văn Lâm. Lại là Almatari. Và lần này thì Hùng Dũng đã có mặt đúng lúc.
Những phút cuối cùng của trận đấu là thời gian mà các học trò của huấn luyện viên Gian Cosian có được nhiều pha dứt điểm nhất về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Các cổ động viên Việt Nam cổ vũ nhiệt tình và cũng rất vui tính với những câu hát kiểu như bay lên trời, và vừa rồi lại là một cú đưa bóng bay lên trời khác. Và lúc này thì trọng tài chính người Oman, ông Ahmed Ankap, đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen 2-0 với những bàn thắng là siêu phẩm của Quang Hải, là quả đá penalty lạnh lùng và chính xác của Quế Ngọc Hải đã khiến cho mọi nỗ lực của đội tuyển Yemen không mang lại cho họ hiệu quả, nhưng nó mang về niềm vui lớn cho đội bóng của chúng ta, cho niềm vui của các cổ động viên và cho cơ hội đi tiếp đang rộng mở với đội tuyển quốc gia.